Netizen Trung Quốc lại tranh cãi về mức chi tiêu ở Việt Nam sau video của chị gái blogger xinh đẹp. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, một trong những lý do nhiều người nước ngoài lựa chọn đến Việt Nam là vì chi phí sinh hoạt ở Việt Nam khá rẻ. Nhiều người thậm chí còn chọn Việt Nam làm nơi định cư vì mỗi tháng họ có thể tiết kiệm được khá tiền. Họ nói rằng làm việc ở nước họ tuy lương cao nhưng thứ cần chi tiêu cũng nhiều không kém nên so ra ở Việt Nam vẫn tiết kiệm hơn nhiều. Nhưng liệu quan điểm ở Việt Nam cái gì cũng rẻ, liệu có còn đúng trong mắt người nước ngoài nữa hay không? Chuyện là không lâu trước đây, một cô bạn người Trung Quốc hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải một video chia sẻ về mức chi phí sinh hoạt mỗi tháng của mình ở Việt Nam. Theo lời của cô bạn này kể, nếu làm việc tại nhà máy thì lương mỗi tháng rơi vào khoảng 1.800 tệ, cho chi phí sinh hoạt là 20 tệ mỗi ngày thì mỗi tháng sẽ tốn khoảng 600 tệ. Nếu trừ giá tiền xăng xe và các chi phí khác thì mỗi tháng sẽ tiết kiệm khoảng 200-300 tệ. Cô bạn này nói rằng đó là mức phí sinh hoạt phí tối thiểu và khá tiết kiệm rồi. Nên thật tình thì sống ở Việt Nam cũng không phải rẻ bèo như mọi người vẫn thường hay nói. Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân của vùng kinh tế Đông Nam Bộ, nơi tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế, có nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng là trung tâm đầu mối dịch vụ, thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các ngành kinh tế. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển sôi động, dẫn đến mức giá một số nhóm hàng dịch vụ cao hơn so với các địa phương khác. Cô bạn này cũng nói thêm, cuộc sống của người dân Việt Nam hiện tại không hề nghèo một chút nào. Nhiều bạn trẻ đã đi làm từ khi còn học đại học, sau đó cố gắng làm việc sau khi ra trường, nên sau vài năm đã có thể mua được căn hộ nhỏ. Nhiều gia đình ở Việt Nam cũng sắm được ô tô riêng, mà còn là ô tô nhập khẩu, không hề rẻ một chút nào. Việt Nam cũng ngày càng phát triển về cơ sở hạ tầng trong thành phố. Hình thức hay cơ sở vui chơi, giải trí, ăn uống đều có đủ. Vì xã hội phát triển, công việc thuận lợi nên chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng cao. Hơn nữa, nếu nhìn về khía cạnh kinh tế thì lạm phát cũng khiến vật giá ngày càng leo thang. Cô bạn này cũng chia sẻ thêm, nếu ai vẫn còn ôm mộng tưởng sang Việt Nam có thể sống thoải mái với mức tiền rẻ bèo thì nên nghĩ lại. Thật ra thì chi phí sinh hoạt ở Việt Nam không gọi là cao so với Trung Quốc hay một số quốc gia khác. Nhưng để nói cực thấp thì cũng không hẳn là đúng. Sống ở Việt Nam là một lựa chọn không tồi. Cô bạn cũng khuyên mọi người nên tập trung nâng cao bản thân để tìm được công việc có thu nhập tốt, sinh hoạt chi tiêu căn bản thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Sau khi nghe cô bạn này chia sẻ thì dân tình Trung Quốc cũng tỏ ra hoang mang với mức chi tiêu ở Việt Nam. Nhiều người ngỡ ngàng vì vẫn cứ cho rằng để sống ở Việt Nam thì họ chỉ cần số tiền cực nhỏ là đủ. Hãy cùng xem cư dân mạng đã nói những gì nha! Sống ở Việt Nam mà còn chê chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì tôi cũng không biết sống ở đâu mới vừa ý các bạn. Lương căn bản có thể thấp thật, nhưng giá tiền tiêu dùng cũng đâu có đắt. Thay vì than vãn thì hãy kiếm tiền đi nào. Thật ra thì tiền ở mức nào cũng có, bạn muốn sống thế nào mà chẳng được. Nhưng quan trọng là chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thế nào. Thay vì bàn luận mắc hay rẻ, thì các bạn hãy cố gắng để kiếm được một công việc lương cao đi. Cuộc sống sẽ thoải mái dư giả hơn. Tôi đến Việt Nam năm ngoái và cảm thấy mức chi tiêu không hề rẻ so với những gì mà mọi người hay nói với nhau. Bạn có thể ăn một tô phở giá 5 tệ, nhưng một tô phở giá 10 tệ đương nhiên chất lượng hơn hẳn. Suy cho cùng là sự lựa chọn của mình. Tôi không nói vớ vẩn. Năm ngoái tôi làm việc ở Biên Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. Tôi tiêu 100 triệu đồng trong 8 tháng. Không phải tôi giàu, thực tế là mức tiêu dùng ở đó thực sự không thấp. Nếu sống ở các thành phố lớn tại Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, nếu bạn không cố gắng thì chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Mức sống của người dân tại đây rất cao. Bọn họ mua sắm nhiều và đương nhiên không thể thiếu các mặt hàng xa xỉ. Sau 10 ngày ở Đà Nẵng và sống ở Bắc Ninh được 1 năm, tôi không tin rằng 50.000 đồng là đủ cho hai người sống trong một ngày. Thực sự là không đủ, 50.000 đồng có khi chỉ mua được hơn một tô phở mà thôi. Đến Trung Quốc làm việc và tìm một người chồng Trung Quốc, mỗi tháng ít nhất 4.000 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở. Không thể trả 15 nhân dân tệ cho một ngày, mức tiêu dùng của Hồ Chí Minh cũng tương tự như ở Trung Quốc, quá đắt. Nếu sống ở thành phố Hồ Chí Minh với mức lương 1.800 hiện tại như của bạn, thì khó mà sống nổi. Thành thật mà nói, làm việc bán thời gian trong một tháng không đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi. Tôi buộc phải làm nhiều công việc, nhưng so ra thì cuộc sống ở Việt Nam vẫn vui vẻ và thoải mái hơn so với ở Trung Quốc. Mức tiêu dùng cao cũng cho thấy Việt Nam bọn họ đã phát triển, nhu cầu và chất lượng cuộc sống người dân cao hơn. Đất nước Việt Nam nghèo khổ đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ. Vui mừng khi thấy Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là đất nước bị chiến tranh tàn phá, chịu đựng chiến tranh trong thời gian dài hơn. Đã nhìn thấy cơ sở hạ tầng và sự phát triển, ngạc nhiên khi biết sự phát triển. Trong thế kỷ 17 hoặc 18, các chiến binh của Việt Nam được gửi đến Ấn Độ để huấn luyện chiến tranh du kích. Đó là một chiến lược chiến đấu cho một đội quân nhỏ, có thể tiêu diệt một đội quân đông gấp 20 lần họ. Quân đội của Shivaji
là đội mạnh nhất trong loại chiến thuật chiến tranh này. Người Việt đã học và ứng biến để phòng thủ tốt trước quân xâm lược Trung Quốc. Ở đâu cũng có người giàu và người nghèo mà, đó là chuyện hết sức bình thường. Tại sao chúng ta không tập trung phát triển đất nước mình mà chỉ chăm chăm bắt lỗi và tìm ra điểm yếu của người khác và moi móc nó vậy? Làm vậy thật là xấu tính mà. Thật xấu hổ khi bản thân chúng ta vẫn chưa chăm lo trọn vẹn cho người thân trên đất nước mình mà lại dũng mãnh đi tấn công người khác. Việt Nam bọn họ rất nhiều lần được truyền thông quốc tế săn đón và dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành quốc gia phát triển và nằm trong top khu vực trong tương lai gần. Tôi sẽ đến Việt Nam trong 10 ngày và tôi muốn quay một số cảnh quay bằng máy bay không người lái. Bạn có thể giúp tôi về các quy tắc và quy định không? Làm thế nào tôi có thể nộp đơn xin giấy phép nếu có? Người Ấn Độ chúng tôi đang nghĩ mọi công ty sẽ đến Ấn Độ và chúng tôi trở thành trung tâm sản xuất. Nhưng mặt khác, Việt Nam sẽ có nhiều công ty hơn và họ sẽ là phép màu kinh tế tiếp theo. Việt Nam rất đẹp, nó đã vượt qua Trung Quốc về một số khía cạnh nhất định. Việt Nam có một tương lai rất tươi sáng, lợi thế của Việt Nam rất tốt, đất đai rộng lớn với con người gần 100 triệu lao động, bờ biển có nhiều cảng, đây là lợi thế vốn có, không khác gì như cá gặp nước. Theo tôi quan sát thì khoảng vài năm trở lại đây, Việt Nam xuất hiện rất nhiều khu đô thị cao cấp, hẳn là kinh tế của người Việt ngày càng khá giả và bọn họ đang lựa chọn những nơi tốt nhất để tận hưởng cuộc sống của mình. Thật đáng ngưỡng mộ. Cách đây khoảng gần 20 năm, tôi có sang Việt Nam và Việt Nam khác hẳn bây giờ. Mọi thứ trông vẫn khá xa lạ và có chút cũ kỹ. Sau khi xem video của ngày hôm nay, tôi không thể tin được Việt Nam hiện tại đẹp như thế này. Việt Nam không lớn nhưng phát triển rất nhanh, chỉ cần không có chiến tranh, mai sau sẽ vượt chúng ta về mọi mặt. Có người nói sự thịnh vượng của một quốc gia không được đo bằng bất động sản, mà bằng hạnh phúc của cuộc sống người dân. Nhưng Việt Nam có cả hai. Một số người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cảm thấy chi phí sinh hoạt của Việt Nam đang đắt đỏ dần lên. Tất nhiên là vẫn nằm ở mức ổn, rẻ hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng vẫn là trên đà tăng lên ở một số khía cạnh và sự tăng trưởng của nền kinh tế dường như không tương đồng với mức lương của nhiều người lao động. Không thể phủ nhận rằng lạm phát cũng gây nên nhiều khó khăn trong chi tiêu cho người dùng. Với cùng một món đồ, cách đây chục năm, họ chỉ phải trả vài nghìn để mua nhưng bây giờ phải trả gấp chục, thậm chí gấp trăm lần. Nhưng công bằng mà nói, để nhận định mức chi tiêu đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thu nhập, nhu cầu chi tiêu cơ bản và nhu cầu chi tiêu tăng thêm. Vậy nên tùy vào mỗi người sẽ cho ra câu trả lời khác nhau. Vậy theo cá nhân bạn, với tình hình thực tế của chính bạn thì bạn thấy mức chi tiêu ở Việt Nam của bạn đang thuộc loại đắt hay rẻ? Và đó cũng là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.